Hoàng Sơn nhỏ nằm bên cạnh hành lang quảng bá đã thực sự thay đổi rất nhiều kể từ 5 năm trở lại đây. Không còn những hàng quán hay cảnh mua bán đồ thờ cúng thường thấy, mà thay vào đó là một bầu không khí thể thao khá nhộn nhịp và không thiếu tiếng cười. Chuyện thay đổi thực ra cũng chẳng phải là điều gì quá to tát, mà đơn thuần chỉ là việc những người dân trong khu phố đã tận dụng khoảng đất trên để biến nó thành một sân bóng chuyền hơi. Có một nơi để tập luyện nâng cao sức khỏe, phong trào cứ thế mà đi lên lúc nào cũng không ai hay. Ra sân chơi này chính xác là cái được nhất là cái đầu tiên là cái sức khỏe và cái tươi khỏe. Mà có khi lại trẻ ra ở đội này có những cái cụ mà đã là từng tiểu đường huyết áp cao nhưng ra đây vào khoảng 6-7 năm nay mất hết. Đấy là thích nhất là cái về sức khỏe. Các cụ xưa vẫn thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ra sân chơi bóng chuyền hơi vừa được cười nói, bạn bè hàng xóm láng giềng được gặp nhau thường xuyên. Vậy có khi giá trị phải đến 20 thang thuốc bổ cũng chẳng vừa. Ra đây thì chị em thì cũng có tâm sự những cái việc nhà, chia sẻ những cái việc nhà hoặc là giúp đỡ con cái thì nói chung là nhiều cái bổ ích. Bóng chuyền hơi dễ chơi dễ học nên mọi người đều có thể tiếp cận môn thể thao này. Nhưng có một vấn đề tế nhị khác khiến số lượng người đến với môn thể thao này ngày một đông hơn, đó chính là giải pháp kinh tế. Không có khó khăn gì cả. Thí dụ muốn tham gia vào các đội câu lạc bộ của các quận hoặc của các phường thì chỉ cần 200.000 đồng một năm là thoải mái chứ. Sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó bóng chuyền hơi trở thành môn thể thao được yêu thích nhất trong cộng đồng những người cao tuổi. Có thể ai đó còn chưa tin vào nhận định của chúng tôi thì xin một lần hãy ghé qua những sân bóng như thế này. Khi đó nhất định các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Ở Brazil đặc trưng là vùng bờ biển trải dài, đây cũng là một lợi thế với những sân đấu thể thao dành cho những môn thể thao đặc trưng, đó chính là bóng chuyền bãi biển cũng như là bóng đá. Thế nhưng ngoài những môn thể thao đặc trưng vừa rồi, những môn thể thao rất phổ biến mà vừa rồi chúng tôi đã nói, thì tại Brazil cũng đã khởi xướng một môn thể thao cũng không kém phần hấp dẫn. Là nước ấm áp của Thái Bình Dương, cung cấp điều kiện lý tưởng cho hàng loạt các môn thể thao khác nhau liên quan tới nước. Đặc biệt, với những đường bờ biển trải dài, bãi biển Copacabana và Ipanema của thành phố Rio de Janeiro là sân chơi thể thao quen thuộc cho khách du lịch và người dân địa phương bất kể ngày hay đêm. Ngoài việc được biết đến như một quốc gia yêu chuộng bóng đá, Brazil cũng là nơi khởi xướng một trò chơi thú vị và ít người biết tới hơn. Chào mừng các bạn đến với quê hương của bóng chuyền bằng chân. Trò chơi rất đơn giản. Hai người đấu với hai người. Mỗi bên sẽ được chạm bóng 3 lần. Ai giành được 18 điểm trước là thắng. Đó là Anderson Aguia, nhà vô địch thế giới 2 lần ở môn bóng chuyền bằng chân. Hơn 8 năm qua, anh đã chiến thắng trong rất nhiều giải đấu tại Brazil và ở những quốc gia khác trên thế giới. Khi lớn lên gần biển, mọi người có cơ hội gần gũi với thiên nhiên và khám phá những môn thể thao như lướt sóng, bóng đá bãi biển hay bóng chuyền bằng chân. Tôi bắt đầu mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Đáng tiếc là tôi bắt đầu chơi quá muộn, không thể bước lên chuyên nghiệp. Do đó tôi quyết định chú tâm tập luyện bóng chuyền bằng chân. Cuối cùng môn thể thao này trở thành nghề nghiệp của tôi. Bóng chuyền bằng chân mới đầu được chơi ở bãi biển Copacabana những năm 1970. Hiện nay, môn thể thao này mỗi năm có 6 giải đấu được phát sóng trên truyền hình. Rất nhiều câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Brazil như Vasco da Gama, Cruzeiro hay Sao Paulo cũng thành lập những đội bóng chuyền bằng chân. Brazil vốn nổi tiếng với tình yêu của người dân dành cho bóng đá và đội tuyển quốc gia cũng gặt hái được nhiều danh hiệu lớn ở những giải bóng chuyền bãi biển quốc tế. Do đó bóng chuyền bằng chân cũng được kỳ vọng có tiềm năng phát triển sáng lạn.